Hy sinh hết cả tuổi xuân cho chồng nhưng mà lại thường xuyên bị chồng lạnh nhạt và hờ hững trong chuyện chăn gối, thậm chí là ngoại tình mà bỏ rơi gia đình. Đây có lẽ là sự thật phũ phàng mà các chị em không muốn thừa nhận. Vậy nguyên nhân là do đâu? Nguyên nhân sâu xa của việc này là ở do cô bé xuống cấp này, kém tươi trẻ, kém đàn hồi, lỏng lẻo và không còn được say khít và hồng hào nữa. Sau những lần sinh nở thì sẽ bị như vậy. Và chính điều này thì sẽ làm giảm cái khoái cảm này, bớt hứng thú này và khiến chồng lạnh nhạt và muốn tìm đến những cái nơi mà tươi mới hơn ở bên ngoài. Thì vị khách hàng ngày hôm nay là một trong những trường hợp như vậy. Và chị đã chấp nhận từ bỏ sự nghiệp để lo cho gia đình, trở thành hậu phương vững chắc cho anh để tạo dựng nên sự nghiệp hiện tại. Nhưng mà khi đã công thành danh toại rồi thì anh lại lừa dối và cái lời trách móc đấy là em không còn mang lại cho anh cái cảm giác sung sướng như trước nữa. Và thấu hiểu được điều đó thì Zohee đã giúp cho hàng triệu chị em tân trang cô bé để lấy lại cái sự tự tin cũng như là sức khỏe vùng kín như hồi còn xuân sắc. Và sau một cuộc hôn nhân đổ vỡ thì chị khách hàng của chúng tôi cảm thấy rất là sợ quá khứ sẽ lặp lại một lần nữa với chị. Thế nên là khi bước vào một cái mối quan hệ mới ấy, thì những cái suy nghĩ và cân nhắc của chị rất nhiều. Chị cũng đã tin tưởng các bác sĩ của chúng tôi để chúng tôi giúp chị đấy là biến hóa vùng kín trở nên trẻ và khỏe hơn. Đấy, qua đây thì chúng tôi cũng muốn gửi lời đến các chị em phụ nữ đấy là đừng nên để cô bé nhăn nheo và chảy xệ, kém hấp dẫn, cản trở cái hạnh phúc của mình. Các chị em cần phải làm chủ cuộc yêu, không việc gì phải kè kè suốt ngày bên cạnh để giữ chồng cả, mà mình phải để chồng giữ mình qua cái sự hấp dẫn và cái sự tự tin của mình các nàng nhé. Và trực tiếp các bác sĩ chuyên môn sẽ thực hiện và thẩm mỹ viện Zohee thì sẽ cam kết mang đến cho chị em cái gói tân trang hồi xuân cô bé bảo hành trọn đời, an toàn, hiệu quả chỉ sau 30 phút. Chị em đặt lịch ngay nhé.